Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Bệnh chờ chỉ đạo. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, ở một xã miền núi của Tây Nguyên, có hai đoàn từ thiện từ Hà Nội vào khảo sát. Hai đoàn không biết đến sự tồn tại của nhau. Họ vào thăm xã cách nhau vài ngày vì một cơn lũ quét tàn khốc vừa đi qua địa phương. Nhiều gia đình mất người thân, nhiều nóc nhà bị cuốn trôi. Ngay cả những công trình công cộng như nhà văn hóa hay trường học cũng biến mất, cùng đất sạt xuống chân đồi. Cả hai đoàn cùng nhận ra một vấn đề. Xây dựng một điểm trường cho trẻ em trong xã là nhiệm vụ bức thiết nhất. Khi đó, những đứa trẻ trong vùng đang được gửi tại những ngôi lán nhỏ, mái bằng tôn, vách dựng bằng vài miếng gỗ và vá thêm mấy tấm ni lông trên mảnh đất trống. Thứ gọi là phòng học thực chất là quây mảnh đất lại. Trẻ con vẫn chạy chân trần trên sàn nhà là mặt đất trơ trọi. Có vài thầy cô đang bám trụ trong bản chăm sóc cho các em. Trong đó có nhiều em đã mồ côi sau cơn lũ. Việc xây dựng một điểm trường mới đầu tiên giúp lũ trẻ được học trong những căn phòng ấm về mùa đông và mát về mùa hè, đảm bảo sức khỏe. Thứ hai, trẻ có trường mới là bố mẹ chúng sẽ yên tâm dựng lại nhà, trồng lại rẫy, tái tạo cuộc sống sau cơn lũ kinh hoàng. Và xa hơn, một công trình kiên cố trên mảnh đất khô ráo có thể trở thành công trình đa chức năng giúp người dân trú ngụ trong những mùa mưa sau này. Cả hai đoàn từ thiện cùng đề xuất với huyện, họ sẽ tài trợ hơn 1 tỷ đồng để xây dựng một điểm trường mới cho cụm dân cư trong núi. Chính quyền huyện đối mặt với một tình huống khó khăn. Họ không biết ai thực sự sẽ đầu tư cho địa phương xây trường mới vì thỏa thuận nguyên tắc là vậy. Nhưng còn bao nhiêu thủ tục giải ngân nên họ đồng ý miệng với cả hai đoàn từ thiện. Mong anh chị giúp đỡ. Bi kịch xảy ra khi hai đoàn từ thiện đều là những tổ chức có máu mặt tại Trung ương đều lo xong thủ tục giải ngân. Lúc này, chính quyền huyện không biết phản ứng thế nào. Họ đồng ý cho cả hai đoàn từ thiện xây hai ngôi trường cạnh nhau. Họ nói vì cả hai đều là tổ chức lớn mà việc trình thủ tục xin tiền đều rất khó khăn. Giờ đã trình xong, xin được tiền xong mà huyện lại từ chối thì không dám. Họ ngại, họ sợ, họ lúng túng. Họ thà xây hai cái trường còn hơn là làm mất lòng bên nào. Hai ngôi trường giống hệt nhau với cùng mức đầu tư được xây cạnh nhau trong lòng thung lũng. Xung quanh còn bao nhiêu hạng mục khác của một khu dân cư bị lũ quét, chưa có tiền đầu tư. Vẫn là những ngôi lều dựng tạm của người dân, những con đường đất đỏ lầy lội, nhưng lại thừa một cái trường cả tỷ bạc. Với nhiều người, khung cảnh đó thậm chí còn có thể dùng từ phản cảm. Cuối cùng, một trong hai nhà tài trợ phát hiện ra sự việc vì nhìn thấy bên cạnh ngôi trường của mình tài trợ có cái gì sao giống ngôi trường quá. Nhưng vì thể diện cũng chẳng làm ầm lên. Huyện hứa thư thư cho ít bữa rồi sẽ chuyển một trong hai cái trường thành nhà đa chức năng. Nhưng huyện vẫn xin vì thể diện cho tổ chức lễ khai giảng ở cả hai cái trường với hai nhà tài trợ cắt băng khánh thành riêng. Hãy tưởng tượng về một vị khách từ một quốc gia phát triển đến Việt Nam và trải nghiệm câu chuyện này. Hẳn mắt ông ta phải lồi ra bằng cái chén uống nước. Tặc lưỡi xây dựng hai cái trường giống hệt nhau chỉ vì ngại từ chối nhà tài trợ. Nhưng nếu bạn đã quen với văn hóa làm việc ở nhiều nơi tại Việt Nam, bạn sẽ hiểu nguyên nhân này, có thể thông cảm được. Ngại chứ? Sợ chứ? Người ta mất bao nhiêu giấy tờ mới xin được tiền? Giờ biết từ chối sao? Mà từ chối bên nào? Đây chỉ là một câu chuyện mà cái sự ngại được thể hiện một cách cực đoan. Trong một giây phút phải đưa ra quyết định, người ta có thể quyết định rằng mình sẽ ngồi im. Thà gây hậu quả thì cả tập thể, cộng đồng phải chịu trách nhiệm. Chứ nếu quy về trách nhiệm cá nhân thì thôi, xin kiếu. Trong nhiều môi trường, chờ chỉ đạo là một nghĩa vụ mà các thành viên phải tuân thủ tuyệt đối. Mọi quyết định tự đưa ra đều là một rủi ro cho sự nghiệp. Còn như trong câu chuyện của huyện miền núi này, khi không có ai chỉ đạo, họ sẵn sàng ngồi im. Làm ít thì sai ít, làm nhiều thì sai nhiều, không làm thì không sai. Người ta truyền khẩu với nhau câu này đã lâu rồi. Nhưng thực ra, trong rất nhiều trường hợp cần đưa ra quyết định, việc không làm gì có thể gây hại khủng khiếp. Chỉ tiếc rằng không thể thuyết phục một cá nhân rằng hãy dấn thân nếu như anh ta hưởng lương theo ngạch bậc, lên lương theo định kỳ. Và rất có thể được cất nhắc, không hoàn toàn nhờ vào thành tích với người dân. Khi một ai đó ra quyết định, đối mặt với rủi ro bị đánh giá, họ cần có động lực. Đó là phần thưởng khi thành công, dành cho cộng đồng, người dân
và cho chính bản thân họ phải đủ lớn, dù là danh dự hay vị trí. Phần lớn chủ đề dạy con của chúng ta xoay quanh mấy chữ chịu trách nhiệm. Làm hỏng đồ chơi, dây nước ra sàn nhà, làm em bé khóc đều phải biết nhận lỗi và xin lỗi. Không được nói dối, đi học và làm việc nhà đều phải tự giác. Cứ thế từ nhỏ tới lớn, kỹ năng quan trọng nhất của chúng ta trang bị cho trẻ là tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Cho đến tận khi chúng đứng trước các quyết định nặng nề như chọn trường đại học, chọn nghề nghiệp hay chọn bạn đời. Kết thúc giáo trình chịu trách nhiệm kéo dài trên dưới 20 năm đó là lúc bạn buông tay để con tự sống. Bọn trẻ không biết chịu trách nhiệm, nhưng chúng vẫn ngây thơ để tin rằng mình có thể nói dối và xin lỗi qua loa là xong. Em đánh con trước, chúng nói. Con mèo làm đổ cái bình chứ không phải con. Chúng thành mình. Người lớn trong môi trường công việc hiểu rằng nếu vỡ bình thì họ không đổ cho con mèo được. Và cách nhiều người lựa chọn, không đến gần cái bình nữa, họ không làm gì nữa. Họ ngồi im ở đó vì sợ trách nhiệm và không đưa ra bất kỳ một quyết định nào nữa. Có chỉ đạo thì làm. Thủ tướng lập 6 tổ công tác kiểm tra giải ngân vốn đầu tư công. Thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định thành lập 6 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đến ngày 30 tháng 4 năm 2022, chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao. Có tỷ lệ giải ngân đến ngày 30 tháng 4 năm 2022 dưới mức trung bình của cả nước 18,48%. Cụ thể, Tổ công tác số 1 do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm tổ trưởng, kiểm tra các bộ, cơ quan, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Ủy ban Dân tộc, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các địa phương Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Tổ công tác số 2 do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm tổ trưởng, kiểm tra các bộ, cơ quan, Văn phòng Trung ương Đảng, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, các địa phương Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu. Tổ công tác số 3 do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm tổ trưởng, kiểm tra các bộ, cơ quan, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động, Thương binh và Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, các địa phương Cao Bằng, Bắc Cạn. Tổ công tác số 4 do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm tổ trưởng, kiểm tra các bộ, cơ quan Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Hội Nông dân Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc, các địa phương, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai. Tổ công tác số 5 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm tổ trưởng, kiểm tra các địa phương, Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nam. Tổ công tác số 6 do Bộ trưởng Bộ Tài chính làm tổ trưởng, kiểm tra các địa phương, Vĩnh Phúc, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bình Phước. Thành phần tham gia các tổ công tác của lãnh đạo chính phủ gồm lãnh đạo các bộ, cơ quan, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ và một số cơ quan liên quan. Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư là thường trực các tổ công tác do lãnh đạo chính phủ làm tổ trưởng, có trách nhiệm giúp tổ trưởng xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất kiến nghị của tổ công tác. Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức rà soát, tổng hợp khó khăn vướng mắc, phân tích nguyên nhân của những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư công, nhất là dự án sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Hướng dẫn thực hiện thống nhất quy trình của pháp luật về đầu tư công và các quy định có liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc,
thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công. Đánh giá việc chấp hành quy định về lập, phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, xem xét trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, ra soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công tại từng bộ, cơ quan địa phương, trong đó có trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của tổ trưởng tổ công tác. Các tổ công tác báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất kiến nghị cụ thể các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, gửi Thủ tướng Chính phủ trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra đối với bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Sau cơn sốt lan đột biến, người mất tiền tỷ, kẻ mất hút. Thưa quý vị, hẹn mãi cuối cùng tôi cũng gặp được anh B, người mà cách đây một năm nổi như cồn trong giới chơi lan đột biến ở Ninh Bình. Thời điểm đó, khi cơn sốt lan đang đỉnh điểm, gặp được ông chủ vườn này rất khó, bởi lúc nào anh cũng đi khắp nơi để mua bán loại hoa đắt hơn cả kim cương này. Anh B là một trong những người ở Ninh Bình đã bỏ ra nhiều tỷ đồng theo cơn sốt lan đột biến. Anh bảo, cơn sốt lan mà vẫn còn, giờ mình có trong tay hàng chục tỷ đồng, ai ngờ mất trắng. Vừa nói, anh B vừa thở dài, bắt đầu kể cho tôi nghe về quãng thời gian lao theo lan đột biến với ước mộng tỷ phú. Anh B vốn là dân kinh doanh nhà hàng, quán karaoke. Khi dịch Covid-19 chưa xuất hiện, công việc làm ăn cũng có lãi mỗi năm đôi 3 tỷ đồng. Nhưng khi dịch bệnh xuất hiện, mọi thứ đều chậm lại, doanh thu bị ảnh hưởng đáng kể. Khi mọi việc đang bế tắc, anh B thấy nhiều người trao đổi về loài hoa lan đột biến. Lúc đó, lan đột biến chưa sốt lắm. Vì đam mê hoa lan nên tôi đã mạnh dạn bỏ ra khoảng chục triệu đồng để mua ki, tức là mầm mọc từ mắt ngủ trên thân. Lan đột biến năm cánh trắng Phú Thọ về để chơi cho vui. Chăm bẵm được một thời gian, một người đến chơi thấy cây lan của anh B đã hỏi mua với số tiền 100 triệu đồng. Quá bất ngờ về số tiền lãi gấp 10 lần, anh B không tin về giá trị thật của cây hoa như cọng rau muống này. Nhưng khi người mua sẵn sàng xuống số tiền 100 triệu đồng để sở hữu cây lan, anh mới ngã ngửa. Ban đầu không tin vào cuộc chơi loài hoa lan đột biến, anh B nghe ngóng tìm hiểu nhiều nơi. Anh cũng không ngờ tới, nhiều người lại đổ xô và sốt theo lan đột biến như vậy. Thấy dễ kiếm tiền từ loài hoa dễ trồng và dễ chăm này, anh bị cuốn vào cuộc chơi, sau đó bỏ ra nhiều tỷ đồng để mua thêm các giống lan về chăm sóc bán, ước mộng đổi đời. Anh B bỏ ra số tiền lớn để mua những kỳ lan tên tuổi như Hồng Yên Thủy, HO, về nhân giống bán. Anh cũng không ngại xuống tiền tỷ mua chung cùng nhiều anh em bạn bè những cây lan nổi tiếng như Cờ Đỏ, Bạch Tuyết, Chị Bé Tí Tẹo, nhưng có giá lên đến cả chục tỷ đồng. Các cuộc mua bán trao đổi lan mỗi lần có giá trị tiền tỷ, khiến anh B gác lại hết tất cả các công việc làm ăn khác để lao vào cuộc chơi như một nhà kinh doanh tài ba, một đại gia lan, một nhà vườn lan đột biến tên tuổi. Anh B bảo, khi đó chẳng có gì kiếm ra tiền dễ như buôn bán lan đột biến. Mua cái kia bé tí về chăm, nó lớn lên trông thấy từng ngày, chỉ thời gian sau đo từng cm để bán, đã có lời cả vài tỷ bạc, ai mà không ham. Anh B kể tiếp, thời điểm đó, thị trường lan đột biến như mê hồn trận. Người nào có lan giao bán thì có đến cả vạn người đổ xô vào mua. Một cây lan cứ mua bán trao đổi qua tay cũng đã có lời cả trăm triệu đồng. Vì thế giá lan cứ leo thang từng ngày. Ông V, một người cũng bị lạc vào cuộc chơi lan đột biến, chia sẻ. Lúc đầu cũng chỉ định mua về chơi vì thấy lan hoa đột biến nó độc đáo. Ai ngờ khi lan sốt lên, mỗi ngày có đến cả trăm cuộc điện thoại hỏi mua lan của ông. Sau này ông mới vỡ lẽ, những người hỏi mua và bán lan đều là cùng một hội. Họ đều là những người bán lan giống, sau đó hỏi mua lại với giá cao, đẩy lan đột biến thành cơn sốt ảo, khiến nhiều người không thể rút chân ra khỏi cuộc chơi.